Của bên tại người. Quay từ đấy, quay từ đấy. Quay rồi à? À, hiện giờ là những thanh niên 7X đã nhập tiệc. Ôi giời, đây là thành viên mới vừa vào đã kiếm được ngay, nối được ngay với một cô em. Cá sấu rồi à? Cá sấu ơi, cá sấu này nhiều màu quá, cá sấu này lai rồi. Và tiếp đến là bình tàu. Bình tàu tưởng già nhất hóa ra anh này già hơn. 69, 70. Anh 76. Già nhất đấy. Đây em Thủy ơi. Để kiếm được quả béo này được ổn không? Sướng. Úi giời, cái mặt cười hí hí. Thằng này úi giời ơi. Chạy rồi, đang chạy mà. Đây là Mr. Bean. Này, Hương ơi. Thảo nào cái mặt cái sưng xỉa dính vào. Mr. Bean này đây là một đôi còi bẩm sinh, người ai lấy toàn xương với sẩu thôi. Hợp tác xã Toàn Thịt đây, đây này Toàn Thịt đây, đây là Ly Long Minh Hằng. Đĩa bay giờ bây giờ thành đĩa bay, bay nhanh lắm. Tiếp đến là đại gia 8X dâu. Hôm nay hoa hồng này trông sơ sát thế, bù xù. Nét đẹp rất là rùng rợn. Tiếp đến An Bình. Này làm cho ngân hàng An Bình à? Không phải à? Được ngân hàng An Bình. Cái gì? Mama Chê, Mama Gà. Kinh quá, tên em nghe rùng rợn quá. Tiếp đến là Green Star. Ngôi sao xanh. Lộ bộ mặt tham ăn rồi. Lúc nãy giấu mà không được. Rồi gì nhỉ? Hoa Sơn à? Hà Sơn 76 rồi. Nam Nam 73. Ôi giời, chơi rượu thế à? Thank you. Uống đi. Đây là Trần Hùng Thái. Ôi giời, người ta đang cameraman tự nhiên. Này. Sướng quá à? Sướng nóng vừa phải, đừng thể hiện quá. Nhớ trả công cho anh nhá. Kiếm hàng họ cho đấy nhá. Mùa thu vàng khè. À em này không biết thì em chưa nối được với anh nào đúng không? Em ơi, chào đi. Mình em chào anh ạ. Chào em. Chào anh ạ. Chào em. Vâng, em đưa em mà. Em cũng chào anh. Chào em. Lái máy bay à? Zip. Ham ăn ham uống quá. Chưa gì đã thọ và ăn rồi. Thanh Ngân. Hội trưởng Hoàng Anh. La Ngốc Diệp Còi. Hoa Lan Ý. Thấy thế nào và anh bên cạnh thế nào? Anh bên cạnh này. Ổn không? Ngon không? Ngon mà anh có vợ rồi đấy. Ngon cũng giải quyết vấn đề gì đâu. Thèm thì cứ để đấy nhá. Anh đến đây. Tìm người yêu chào đi em ơi. Rồi. Asin. Asin này béo quá. Long vợ đẻ. Hàng mày đâu? Hàng mày đâu? Đây team ơi. Tát rồi. Chào đi. Châu Mường. Anh ạ, mời cặp đôi trong ngày. Khôi Minh. Không hiểu. Bây giờ các ông ơi. Nhà em một thằng khác nữa. Búp bia Black ơi. Chào đi em ơi. Black Brem. Brim. Yêu cuộc sống. Em gái tớ đấy. Kiếm được thằng này cũng được. Phi công. Kiếm quả phi công này là ổn. Thế nào ông em? Thấy quả phi công này ổn không? Xiết. Thế còn quả máy bay này thì thế nào? À nhầm. À cái đĩa bay. Ơ em post đây. Hàng của em hình như đâu? Đây à? Sao hàng ngồi đây à? Đây là hàng của post tiểu thư. Hàng của post tiểu thư. Em coi như là chuyên về... Tiếp ăn nhanh thế. Khủng khiếp. Tàn phá cái đĩa này. Chuẩn bị xin rồi. Đây có đây. Đây là có luôn. Lão rất nhẫn tâm. Đúng rồi. Thiên hạ đều nhẫn tâm.
Em đút ngay vào mồm khoai của anh ấy, vào mồm anh ấy xem anh ấy. Cảm nhận khoai của anh ấy. Nhầm như thế này. Ôi ơi, toàn xương kìa. Ôi, xương thì xương kẻ chứ làm sao. Đùa sao bây giờ lắm người, nó mini thế. Ờ, kiểu nó thế đấy. Hàng đã về. Đi đây. Trang Anh 87. Ôi, như là... Cái topic đoạn gì em nhà bấy. Em bị nhầm chuồng đúng không? Hình như chuồng của em nằm bên kia. Cho cháu nó ăn. Bị hút ở đây à? Cho cháu nó ăn. Này, em hay thêm tội danh lừa đảo trẻ con mới vị thành niên. Biết chưa? Em bị lừa ấy. Em bị lừa hảo rồi. Mặt mày thế này bị lừa là phải. Ai nhìn thấy gái cũng ngơ. Nào. Nào. Chào đi em. Lấy chưa đi. Xấu hổ như kia nhỉ? Em này, phải quay ra giơ tay của em đây. Em là gì đây? Em là ai mà lại xấu hổ? Em là VN. Đây, quay sát cái tay cái đấy. Đúng rồi. Còn à? Tên đọc xong rồi. Còn à? Còn à? Còn em? Thế hàng của em đâu? Hàng em bên kia. Bên kia. Bên kia. Em phải trói nó ngay. Hình như là có phải là nếu anh uống rượu thì em sẽ có con đúng không? Quan trọng là em vẫn cầm cương. Được, được. Đồng chí. Được chúng ta đi à? Anh đi đâu ấy? Tôi đi với. Đi đâu thì đi. Đúng rồi, tulip kìa. Chí đi mất rồi. Anh Chí đi tìm lò gạch rồi. Răng răng hoa tulip kìa. Anh Chí nhà em đi vắng rồi. À thế à, úi dồi ôi. Nào cháu, vui không cháu? Cháu ngồi với chú ấy là bố đây. À, chú à? Ê, chú chăm sóc cháu cho được cẩn thận. Chú yêu cháu lắm. À, cháu này là cháu yêu được. À, được. Nhìn mặt hớn hở. Rồi. Sunny. Hàng của em đâu? Búp bê. Em chú à? Này. Vừa phải thôi. Em là cháu mà. Cháu. Ông đi mời. Ông cầm mấy ảnh, mấy phim ông mẹ lơ này. Từ từ, anh xong rồi. Ngọc, cảm nhận của em về du mông và du hoa tay. Em ơi. Em ơi, du mông ơi. Cái bụng của em nó to lắm. Đây em nói vài câu gì đi. Mình là du mông, à nhầm, du hoa tay. Cháu 150 lời của du mông. Sở thích của mình là gái. Mình táng xe lai. Lái xe tang ấy. Mùa làm ăn của mình là cuối năm, mùa bốc mộ. Mình rất là vui khi các bạn gọi điện và nhắn tin cho mình, bình chọn cho mình theo số báo danh là 250, 125. Về nhắn về địa chỉ 125 Phùng Hưng. Mình xin cảm ơn. Xin cảm ơn màn chào hỏi của Du Mông. Cháu của Du Mông. Vâng. Du Hoa Tai. Vâng. Cái màn chào hỏi của đồng chí rất kinh dị. Vì 15.000 mà ông này ông làm đưa cả nhà đi trên một chuyến xe tăng. Sợ quá. Nói đi. Xin ngồi ăn không được à? Ngang ngố. Ngang ngố 27. Ờ, thế là nó khoe. Nói gì nữa đây? Nói gì không phải nói thế đâu, đơn giản thế à? Này em chưa ăn nên nói. Ăn đi. Cái mồm. Đây là Nguyên Hoàng. Bây giờ sang kia mà lấy. To rót. Này hết nữa rồi. Cái mặt nhiều đấy, cười đấy. Em chào anh. À, chào chào anh, chào cả nhà BX, chào anh làm gì. Thôi có mùi chủ chết. Thôi bây giờ đến lượt. À đây. Này chào đi. Mem mới. Cái mặt mình đây bây giờ mới được xuất hiện. Chúc cả nhà vui vẻ. Úi giời fan của mình giờ, úi giời fan. Đua tay, đua tay. Mời anh em mình làm tiếp đi.